Khu vực này mọi người nhìn thấy cái cây Phú Thọ nó rất là đanh luôn. Đấy. Đanh kinh dị luôn anh em nhé. Rễ cực khỏe. Đấy. Ở bên này là những cái chậu gọi là Quế tháng 4, Tam Bảo Sắc anh em nhé. Đây cũng có chậu Quế tháng 8, tuy nhiên là lá nó có thể nó bị rụng tương đối nhiều. Mùa tầm khoảng tháng rưỡi 2 tháng nữa thì Tam Bảo Sắc nó nở, phải nói là nó quá đẹp luôn anh em nhé. Đây có những chậu nó phải nói là rất khủng. Đây, những chậu quế rất khủng đây anh em này. Đây là chậu cáo này. Tam Bảo Sắc nó làm cái kia ồn quá anh em. Chậu này quá đỉnh. Đây Tam Bảo Sắc. Nói chậu này cực khủng. Rất nghệ thuật anh em nhé. Rất nghệ thuật. Ở dưới này là toàn bộ là kiếm gieo hạt. Kiếm gieo hạt. Quá đỉnh luôn. Đây có cây quế lá nhăn này. Bao nhiêu nhánh. Đây. Cây này dạ mãi không bán này cả nhà này. Bao nhiêu nhánh luôn. Nó cụt ngọn này hóa ra hay. Mùi hoa mộc thơm thế. Sơn thủy tiên. Đùi gà dẹt. Anh em nhé. Hết sức tuyệt vời. Rồi, xin chào tất cả anh em.